Vậy là chuyến tàu chào tiếng Việt lại ra khơi rồi. Ngày hôm nay, chúng ta đến thăm quần đảo của các nguyên âm. Chúng mình sẽ cùng học làm quen với những nguyên âm quen thuộc: A, Á, O, Ô, Ơ, Ớ. Các bạn nhỏ ơi, hãy cùng đi thôi nào. Việt Nam có gần 4.000 hòn đảo lớn nhỏ khác nhau: Cô Tô, Cát Bà, Bạch Long Vĩ, Cồn Cỏ, Lý Sơn, Côn Đảo, Phú Quý, Phú Quốc. Với một số quần đảo như quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa, quần đảo Thổ Chu. Xin kính chào quý vị khán giả. Xin chào các bạn trẻ đang theo dõi chương trình Chào Tiếng Việt. Cô là cô Thủy Anh đây. Cô vừa nhận được thông tin con tàu của thuyền trưởng Mưu Nguyễn cùng Dế và Bé đã ra khơi và hẳn là đang có một hành trình khám phá rất thú vị. Chúng ta hãy cùng xem các bạn ấy đã phát hiện ra những điều gì mới mẻ nhé. Chào các bạn, tôi là âm A, còn đây là em tôi, âm Á. 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 Chị A. Em Á. Tôi là âm O. Còn đây là em tôi, âm O. Anh O. Em O. Âm ơ. Còn em tôi kia, âm ở. Anh ơ. Em ở. Ở đây anh và chị đều hiền. Mấy người em thì tinh nghịch quá, lại thích dùng mũ nữa, hay trêu chọc mọi người. Mưu Nguyễn chào cô Thủy Anh. Cô Thủy Anh chào Mưu Nguyễn. Mưu Nguyễn vừa đi biển về, có gì cho cô và các bạn xem thế? Đây ạ. Đây là những tấm ảnh Mưu chụp được trong chuyến đi. Đẹp quá, cô đã nhận ra rồi. Đây là một số nguyên âm trong tiếng Việt đấy mà. Những nguyên âm nghịch ngợm, nhưng mà vẫn đáng yêu. Các bạn ơi, trong chuyến đi của mình, Mưu Nguyễn đã gặp các nguyên âm tiếng Việt. Bây giờ, chúng ta cùng làm quen với họ nhé. Gia đình thứ nhất, A
anh a à, em á à. Bề ngoài có vẻ giống nhau nhưng tính cách lại khác nhau. A à. Á à. Gia đình thứ hai, chị o em ô. Nhìn bề ngoài cũng có vẻ giống nhau nhưng tính cách lại khác nhau. O ô. Gia đình thứ ba, anh trai ơ và em gái ớ. Chẳng giống nhau gì cả, rất là khác nhau kể cả bề ngoài lẫn tính cách. Ơ ờ. Ơ ờ. Như vậy các bạn đã làm quen với những chữ cái thể hiện nguyên âm trong tiếng Việt: a, á, ớ, o, ô, ơ, a, á, o, ô, ơ, ớ. Những nguyên âm này khó đọc ghê, cô Thủy Anh ạ. Nhưng khi về từng gia đình thì lại dễ đọc hơn. Cứ nghĩ đến các anh chị hiền lành và những người em nghịch ngợm là đọc được ngay mà. Mời các bạn cùng đọc và cùng thể hiện cảm xúc trên gương mặt nhé. A á ơ ớ o ô. Các bạn ơi, để nhận biết được các chữ cái thể hiện một số nguyên âm trong tiếng Việt, cô Thị Anh đọc cho các bạn nghe mấy câu thơ nhé. O tròn như quả trứng gà, ô thì đội mũ, ơ thì có râu. Các bạn đã nghe rõ rồi chứ? Xin mời các bạn đọc lại cùng cô Thị Anh. O tròn như quả trứng gà, ô thì đội mũ, ơ thì có râu. O tròn như quả trứng gà, ô thì đội mũ, ơ thì có râu. Bây giờ cô Thủy Anh xin mời các bạn rời khỏi màn hình trong một phút, đi tìm xem trong nhà mình có cuốn sách tiếng Việt nào không nhé. Ví dụ như trên tay cô Thủy Anh đang có cuốn sách Chào tiếng Việt cấp độ 1 đây. Các bạn đã tìm được sách chưa nào? Hãy cùng mở sách ra nhé. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Miu đã sẵn sàng ạ. Bắt đầu. Tìm một chữ A và một chữ á. Các bạn có thể dùng bút chì để gạch. Miu đã xong ạ. Tuyệt vời. Các bạn đã thấy chưa? Miu đã thấy rồi ạ. Quá giỏi. Bây giờ mời các bạn tìm ra ba chữ O và một chữ O. Miu đã thấy rồi ạ. Quá, các bạn trẻ chắc đã tìm thấy rồi chứ? Miu đã xong ạ. Tiếp tục nhé. Bây giờ hãy tìm cho cô hai chữ ơ và ba chữ ớ. Ôi khó quá ạ.
Thử thách này hơi khó một chút. Các bạn hãy tập trung tìm kỹ nhé. Ở đâu nhỉ? À, Miu thấy rồi. Miu đã xong ạ. Còn các bạn đã hoàn thành thử thách này chưa nào? Tuyệt quá! Miu và các bạn đã hoàn thành thử thách của cô Thụy Anh. Rất là khó nhưng các bạn đã vượt qua dễ dàng. Trước khi kết thúc chương trình, cô Thụy Anh sẽ có thêm một thử thách nữa cho các bạn để làm tại nhà nhé. Các bạn hãy tiếp tục tìm hộ cô các chữ nghịch ngợm Á, Ớ, Ô trong những cuốn sách tiếng Việt khác có trong nhà mình. Và sau đó hãy chụp ảnh lại hoặc quay clip lại gửi đến email chaotiengvietvtv4a@gmail.com để cô Thụy Anh và Miu Nguyễn cùng xem nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn và Miu Nguyễn nhé. Tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại.